Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, bão Kanun được mô tả là cơn bão rất mạnh, di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc 10 km/h. Theo GMA, một số địa điểm ở Okinawa đã ghi nhận gió giật gần 200 km/h vào sáng ngày 2 tháng 8 và có lượng mưa hơn 200mm trong vòng 24 giờ qua. Cơ quan điện lực Okinawa cho biết do ảnh hưởng của bão, khoảng 210 hộ gia đình, tương đương gần 34% tổng số hộ kết nối với lưới điện, rơi vào cảnh mất điện. Cơ quan điện lực Kyushu cho biết nguồn cung cấp điện cho 10.030 hộ gia đình trên đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima, phía bắc Okinawa cũng đã bị cắt. Tại Naha, thủ phủ của Okinawa, sân bay tiếp tục đóng cửa hoàn toàn trong ngày 2 tháng 8. Theo đài truyền hình NHK, hơn 400 chuyến bay đã bị hủy vào sáng ngày 2 tháng 8, với ít nhất 65.000 hành khách bị ảnh hưởng. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết tổng cộng 951 chuyến bay đã bị hủy trong 2 ngày 1 và 2 tháng 8, trong khi 35 tuyến phà tạm dừng hoạt động.